Kim Ye-jong đã có màn tái ngộ đầy ấn tượng với fan Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi họp báo tối vừa qua. Lần này đến Việt Nam biểu diễn, Kim Ye-jong đã nhận được sự chào đón vô cùng nồng nhiệt từ người hâm mộ. Tối 26 tháng 4, Kim Ye-jong đã có buổi giao lưu với truyền thông Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trước thềm live show Kim Ye-jong Special G-Party Fan Concert I'm 20. Tại đây, nam ca sĩ chia sẻ về niềm vui được hội ngộ fan Việt tại sự kiện. Nam ca sĩ xứ Hàn gây ấn tượng bởi ngoại hình trẻ trung, lối giao tiếp khéo léo, thân thiện. Vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ, ngôi sao 8X đã nhanh chóng di chuyển về khách sạn và chuẩn bị cho buổi giao lưu báo chí diễn ra vào tối cùng ngày. Vừa trải qua một chuyến bay dài, nam ca sĩ, diễn viên xứ Kim Chi xuất hiện với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng, thái độ thân thiện và nhiệt tình giao lưu cùng báo chí. Năm ngoái, Kim Ye-jong là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc được công bố sẽ biểu diễn trong đêm diễn Giáng sinh K-pop Open Air Second do Bomb Entertainment dự định tổ chức vào ngày 23-24 tháng 12 nhưng đã bị hủy vì lý do tổ chức. Anh khẳng định đây là lý do chính khiến anh quyết định tổ chức live show tại Thành phố Hồ Chí Minh để bù đắp cho fan Việt. Trước đó, Kim Ye-jong đã lên tiếng cho biết sẽ không tham gia vì ban tổ chức không thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Anh cũng lên mạng xã hội trấn an người hâm mộ. Đến bây giờ, người hâm mộ K-pop vẫn chưa được ban tổ chức đền bù thỏa đáng cho sự cố này. Để bù đắp cho trải nghiệm không vui đó, Kim Ye-jong đã nhanh chóng trở lại Việt Nam với đêm diễn I'm 20 lần này. Nam ca sĩ chia sẻ, Việt Nam là đất nước tôi rất yêu mến, con người nơi đây ấm áp, tình cảm và thân thiện. Tôi nghĩ mình nhất định phải đến Việt Nam lần này, tôi muốn bù đắp cho các fan và rất hạnh phúc khi đến Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Trong buổi họp báo, Kim Ye-jong cũng đề xuất mọi người chỉ mình nói tiếng Việt, dù khá ngại ngùng. Anh chia sẻ do mới đáp xuống sân bay và lập tức về khách sạn sau đó xuất hiện tại họp báo nên chưa có thời gian để tận hưởng nhịp sống bên ngoài và tiếp xúc với văn hóa Việt khi được dạy nói câu Xin chào Việt Nam hay Anh yêu em. Nam thần tượng nhiệt tình học theo và phát âm khá chuẩn. Ngay từ lần đầu tiên thử, Kim Ye-jong cũng không quên dành lời cảm ơn đến fan Việt vì tình cảm nồng nhiệt dành cho anh. Anh hứa sẽ học thêm tiếng Việt để có thể giao lưu nhiều hơn với fan trong buổi live show. Bên cạnh đó, Kim Ye-jong được nhiều khán giả yêu mến, đánh giá cao vẻ ngoài và cũng chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ trung ở tuổi 38. Nhưng cựu thành viên DBSK tự nhận thực tế dung mạo anh đã thay đổi, không còn như trước. Tôi cũng ở độ tuổi gần 40 rồi, vẻ ngoài của tôi không phải như xưa đâu. Nếu nhìn gần, mọi người sẽ nhận ra trông tôi đúng độ tuổi thật, Kim Ye-jong nói. Anh cho biết bản thân chỉ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ để có thể được gặp gỡ, trò chuyện, tương tác gần gũi với fan Việt. Nam ca sĩ cũng tiết lộ về dự định phát hành album mới vào tháng 6 và tham gia một bộ phim trong thời gian tới. Anh hứa sẽ quay trở lại Việt Nam nếu có cơ hội để gặp gỡ fan Việt. Sau buổi giao lưu, Kim Ye-jong trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho Falcon G-Party Fan Concert I'm 20 sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 27 tháng 4 tại nhà thi đấu quân khu 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự phối hợp từ JS Media, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ kết nối Kim Ye-jong với người hâm mộ đời đầu. Live show Kim Ye-jong Special G-Party Fan Concert I'm 20 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 27 tháng 4 tại nhà thi đấu quân khu 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để fan Việt gặp gỡ và thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc ấn tượng từ Kim Ye-jong. Kim Ye-jong sinh năm 1986, là thần tượng nổi tiếng ra mắt trong đội hình DBSK vào năm 2003. Ở thời kỳ Hoàng Kim, DBSK là nhóm nam hàng đầu nhà SM, thành công vang dội ở hai thị trường Hàn, Nhật. Tại Việt Nam, DBSK là nhóm nhạc đời đầu đưa làn sóng Hallyu phổ biến những năm 2000. Do đó, Kim Ye-jong có độ nhận diện cực cao và là một trong những thành viên nhiều fan cứng nhất. Năm 2008, Kim Ye-jong gây chấn động làng giải trí khi cùng Jo-chun, Jun-soo đâm đơn kiện SM Entertainment vì hợp đồng nô lệ. Bộ ba thắng kiện rời khỏi SM và thành lập nhóm mới GYG. Sau khi tách riêng, Kim Ye-jong thử sức với phim ảnh và duy trì hoạt động âm nhạc solo. Tính đến nay, anh đã có 21 năm hoạt động bền bỉ và là hình mẫu của nhiều idol hậu bối. Kim Ye-jong nổi tiếng với danh xưng tường thành visual của K-pop đời đầu.